khi mắc bệnh suy si thận thận bị suy si giảm chức năng không lọc bỏ hết các chất độc để thải ra ngoài cơ thể chính vì thế những người mắc bệnh thận cần có một chế độ ăn uống được theo dõi nghiêm ngặt ấy vậy bệnh thận nên ăn gì 40 người suy si thận kiêng ăn gì chế độ ăn uống tốt cho thận giúp bảo vệ thận không bị tổn thương thêm mà người bệnh thận hạn chế một số loại thực phẩm nhất định để các khoáng chất chất điện giải không tích tụ trong cơ thể một không ăn thực phẩm chứa nhiều muối Thực phẩm chứa nhiều muối có hàm lượng natri cao gây mất cân bằng nước trong cơ thể, gây ra một số vấn đề như sưng mắt cá chân, huyết áp cao, khó thở và tích tụ dịch ở màng tim và màng phổi. Hạn chế các loại thực phẩm hàm lượng natri cao như muối, đồ ăn đóng hộp, đồ đông lạnh ấy các loại nước sốt đậm vị như sốt thịt nướng, sốt bít tết, thực phẩm muối chua, khoai tây chiên, thịt chế biến sẵn, bánh mì. hay hạn chế thực phẩm giàu phốt pho, kali. Khi hàm lượng kali phốt pho trong máu tăng cao có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về tim à, nên hạn chế một số thực phẩm như chuối, khoai tây, bơ, cam, cà rốt sống, rau xanh trừ cải xoăn, cà chua. 3. hạn chế lượng protein trong khẩu phần ăn. Người bị suy thận nên giảm bớt những thực phẩm có thành phần đạm trong bữa cơm như ơi, thịt đỏ thịt theo, bò, dê, chó, cá nhiều xương, sữa, trứng và các loại nội tạng động vật. 4. hạn chế lượng chất lỏng nếu bị bệnh thận nặng. Người suy si thận cần kiểm soát lượng nước đưa vào cơ thể, tuyệt đối không dùng các loại thức uống có ga, ấy, nước ngọt tổng hợp, cà phê, bia rượu và các chất kích thích khác.